Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại channel của MeaPeo. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chủ đề đó là sinh tồn trong vương quốc sa mạc các bạn ơi. Ở tập trước thì mình đã đụng độ cái con boss run mà con run đất gì á, mà rõ ràng tôi nhìn kiểu gì nó cũng giống con rết luôn, mà thôi Minua gọi là run thì chúng ta đành phải gọi là run thôi. Mặc dù tôi vẫn không phục các bạn ạ, tôi vẫn không muốn gọi là run. Rõ ràng nhìn kiểu gì nó cũng giống con rết các bạn ạ. Ok, như vậy mua hết hộp mình tưởng của con dã nhân bạn ạ. Ảo thế nhở? Ok thì hiện tại đang là trời tối mà ơi, mà sao ông mày đứng trên này vậy? Alo. Ơi nguy hiểm quá bác ơi. Alo bác đi vào chứ. Bác đứng trên này hơi bị nguy hiểm đấy nhỉ. Ôi. Bác đứng trên mái nhà này không sợ ngã à? Nó sao vào ta? Ừ ha. Mà giờ sao vào rồi? Không kệ bác đi. Thôi kệ bác, cháu không làm cách nào giúp được đâu. Chịu. Kiểu ô. Rõ ràng cái ông thân nhân ông ở đây bằng một cách thần kỳ nào đó mà ông mới dịch chuyển lên trên này. Ủa? Ơ, bạn nào không tin có thể coi lại tập 2 nha. Ở tập 2 là rõ ràng cái ông thân nhân là ông ấy đứng ở trong này bạn ạ. Mình còn cẩn thận, mình còn để cả cái lò nung ở đây rồi, cho nên không có cách nào mà ông ấy có thể nhảy ra ngoài được đúng không? Thật ra nhảy được nhưng mà khó. Làm gì có chuyện ông thân nhân biết bắt cua đúng không? Mà kể cả biết bắt cua ra ngoài đi thì bằng cách nào ông ấy đứng lên trên này được? Ủa? À, chẳng lẽ ông ấy bắt cua à? Ông ấy đứng đây thôi, ông ấy nhảy ra ngoài, ông ấy lên trên này, xong rồi bắt cua lên trên này, ông ấy lên trên này. Ôi, mình để bám tường lên trên này à? Ôi, thôi, cái này thì tôi nghĩ là hơi bị ảo ma cada quá bạn ạ. Thôi kệ ông ấy đi. Ngày hôm nay thì tôi đang tính rằng là đi thuần phục con lạc đà bạn ạ. Ôi, tập trước thì mình đã từng thuần phục con lạc đà rồi. Nhưng mà mình không có yên nó, mình không có yên cho nên mình không thể nào mà cưỡi lạc đà được. Cho nên hôm nay là tôi quyết tâm tôi thuần phục lại con lạc đà bạn ạ. Với cả là đi tìm cái đảo bay để kiếm Titan. Hiện tại là Titan mình nó không có cái nào. Mà cái đảo bay thì có rất là nhiều Titan bạn này. Hiện tại mình ở tọa độ là 8-811355 trừ 811355 thì hôm trước cái ở mình có ra video tập 2 á thì các bạn có bình luận là ê mình đọc qua bình luận nha. Có một bạn bảo bình luận mình cũng gọi như nào ta để mình đọc qua bình luận cho bạn nghe này. Ở đây. Bạn này bạn ấy có tên là bạn Luna. Bạn Luna bạn ấy có bảo là anh mẹ béo ơi, em đã nhập cốt địa hình của anh và khám phá được một vài chỗ. Nếu anh muốn đến đảo bay thì anh hãy đến tọa độ -313-1029. À chà chà, ok. Đảo bay trừ gì đây? -1313-1029. Ok bạn ơi, lát nữa mình sẽ sau khi mà thuần phục xong con lạc đà chắc là tôi sẽ qua đảo bay tôi kiếm thêm ít Titan bạn ạ. Ok thì không lưu thuyên nhiều nữa, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mẹ bé bận nhớ. À để coi xem nào, hiện tại là mình thấy là gì nhỉ? Cái gì ta? Cái map này ấy, hiện tại là mình đã thấy chỗ này hơi chật chội này, cái phòng của mình nó khá chật rồi. Sắp tới chắc chắn tôi sẽ chuyển ở riêng, tôi sẽ không ở chung làng bạn ạ. Đó, mẹ béo lớn rồi, tôi không ở chung với làng nữa. Mình sẽ ra làm một cái vương quốc cát riêng đấy. Ở bên sa mạc bên cạnh bọn bạn lần đầu tiên cho ôi sao chạy nhanh thế. Mới ngủ dậy cái chạy nhanh thế bọn ơi. Thì bây giờ mình cần đi đi kiếm cái gì ở cái yên bọn ạ. Ơ rồi. Ơ. Ông thương nhân ở đây đâu rồi? Rõ ràng là ông ấy vừa đứng ở đây xong mình ngủ dậy cái ông ấy biến mất luôn. Ơ ảo thật là ấy gì mà ảo ma cada phải bữa lộ lộ. Ờ giờ không nên đụng vào con này em ơi, không nên đụng vào con này bởi là nguy hiểm lắm. Ơ sao xóa đây. Ồ à đây ui rồi ôi ông tôi khoan á. À ông ấy đi kiểu gì rồi? À ông ấy đi bộ qua bên này bởi là ông ấy bộ sang bên này. À, tôi hiểu rồi. Tức là ông này ông ấy nhảy ra ngoài, xong rồi đi cầu thang bên trên này, xong rồi đi một vòng sang bên này. Ủa ôi, phức tạp thế nhỉ? Mình cứ tưởng ông ấy biết bắt cua bạn ạ. À. Thì ra là thế. Ok, ôi khoan kim cương à. Thế nhỉ? Có thể mua một cái không ta? Chắc là tôi sẽ đầu tư một cái khoan kim cương bạn ạ. Đây là cách người có tiền chơi bạn ạ đây. Đây là cách người có tiền chơi Minua đầu tư một đống quà săn bạn ạ. Đợt trước mình cái đợt mà Minua bán khuyến mãi á, mình cũng mua được khá là nhiều ở đây. Tôi săn được khá là nhiều bạn ạ. Đó, nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Ngày xưa tôi săn khá là ngon luôn bạn ơi. Ngày ôi. 80 xu cho cái sơ này á, what the béo. Là thật. 80 xu, cái này chắc là tôi sẽ làm một cái video riêng bạn ạ. Cái này chắc là tôi sẽ test thử xong bạn ạ, còn hiện tại thì thôi. Hiện tại mình chắc là mình cứ tập trung vào sinh tồn bạn ạ. Cái kia mình tính xong bạn ơi. Ok, thì hiện tại là mình lấy thêm một vài quả sao này. Đó,
lấy một ít quà xong mình sẽ đầu tư vào đó. Ơ đó, cái ông này ông mới đi khắp nơi, mình đi một chỗ nào kìa. Ờ, mua một cái khoan kim cương bên này, mình cần cái yên bên ơi. Ôi ôi, bánh cưa này ngon thì thôi, không cần bánh cưa, không cần bánh cưa. Từ làm cái ông thương nhân kia đâu nhỉ? Mình nhớ hôm trước là có ông là bà bán bây có người ngủ bên đây, có người ngủ rồi. Chứ có ông là bán thì bán cái yên mà. Bây giờ không thấy nữa. Rõ ràng là trước mình nhớ là có một cái ông nào đó bán cái yên bên này. Mà hình như ông ấy đi ngủ rồi, sao bên đây? Ờ, chắc là ông ấy đi ngủ rồi bên này, đúng rồi. Ông thương nhân á, đúng rồi bạn ơi. Cái ông thương nhân sa mạc, ông ấy đi ngủ rồi. Thôi chắc là đợi ông ấy dậy mình sẽ hỏi mua sao. Ấy, ông này này. Không phải ông này, không phải ông này, không phải ông này. Ông khác bên đây, ông khác, ông dậy rồi sao? Dậy chưa? Đây, hình như ở mấy ông này này. Ôi, bán cái giáp cứng à? Mình cần yên cơ, bán yên không? Ôi dồi, không bán yên à? Tốn xu nhờ. À, tốn quà sao nhờ. Bây giờ mình cần làm một cái yên từ từ đã. Hay là mình chế tạo sửa cái yên nhỉ? Mình đi mua cái yên nghe cũng không hợp lý bạn ạ. Chắc là tôi xem tôi chế tạo cái yên luôn bạn ơi. Ok bạn ơi, chắc là tôi sẽ mua mấy cái sợi tơ của ông này bạn ạ. Bởi vì là tôi chắc là tôi sẽ chế tạo cái yên đi. Mình nhớ không nhầm là chế tạo yên là cần cái vải. Mà cái vải da mềm á, hình như là chế tạo từ da thường với cả cái tơ bạn ạ. Mà cái tơ tôi thật luôn là chỉ có cách là đánh. Ngày xưa thì nó là đánh cái gì ạ? Đánh cái con thợ săn dã nhân thì mới ra, bây giờ thì không biết có công thức ở mới không nhỉ. 30 sao bằng 5 ngày thôi, thà tự đi đào thôi bạn ạ. Bán đắt tiệm, bán như cắt cổ ấy, rồi bán cái giá để ai mua bạn ơi. Ờ thôi, chắc là không cần bạn ạ. Mình bây giờ mình có cái này rồi này. Bây giờ mình sẽ đi kiếm ra bạn ạ, đi đánh săn một con bò đi nhỉ. Mình nhớ không nhầm được trước là mình có thấy mấy con bò ở hướng bên nào ta, cái hướng bên nào. Ê ấy, ê ê ê, tôi vừa thấy con gì nha. Ây à, tôi vừa thấy con gì nha. Tôi vừa thấy con gì nó lạ. Là sầm bóng ô tròn tròn gì đây. Ôi, bò cạp à. Ôi, tôi chu kẻm biệt bắt lầm. Sao có bò cạp thế này. Ây, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Tôi chú cảnh bìa cái bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, mình cho mình chú cảnh bìa cái nào, ngoan, ai, đông thế, ôi trời ơi, ai, ok bạn ơi, rồi, tôi chú cảnh bìa bạn ạ, mày bố ơi, bố cảm thấy trâu ơi bạn ơi, cái gì đấy, thằng trời bây giờ tối bạn ơi, nguy hiểm mày, mày này, ôi được cái túi nọc độc bạn ạ, thôi. Trời, nếu sắp mưa hay gì nhìn như là chuẩn bị bão bạn ơi. Nguy hiểm đấy nhở. Ây da, hình như là chuẩn bị bão hay cái gì ấy bạn ạ. Nguy hiểm thực sự bạn ơi. Mà thôi không sao bạn ơi, mình đi cái đường nào nữa, tôi khoan á. Hôm trước mình đi cái đường nào nhở, bên này phải là đường bên này. Hôm trước hình như mình đi cái đường bên này này, đó. Tôi quên xứ cái đường bên nào rồi. Đây, đi cái hướng này bạn ơi, đó. Đi cái hướng bên này ra biển này. Đó, không phải như là có mấy con bò ấy sao bạn ạ. Ủa trời mưa à. Ở bên sa mạc không có mưa cho nên trời nó tối bạn ạ, tôi hiểu rồi. Mà sắp chuẩn bị thì như là sắp có gì nhỉ. Ờ, sắp có báo ba cát bạn ơi, nghi lắm. Mình cần da bò cơ. Tôi khá là cần da bò, mình cần 12 cái da bò bạn ạ. Theo bên mình nhớ không nhầm mình cần 12 da bò. À cái bông nha, đúng rồi. Chúng ta cần cả cái bông bạn ạ. Cái bông. Đấy, bộ than này. Thêm thịt tha bạn ơi. Cái bông cũng khá là cần nhá. Dìu à. Mình cần hình như là 5 bông thì phải, tôi nhớ không nhầm 5 bông hay sao á. Nhìn chung là cái bông cũng khá là cần thiết này. Để chế tạo cái yên. Chứ bây giờ mình bảo mình gì nhở. Bây giờ mà đi mở đi mua làm sao á. Không biết là mới đến khi nào là mới bán cái yên bạn ạ. Chả biết khi nào mấy ông kia bán cái yên luôn bạn ơi. Ơ à, chính ra con bộ cạp đấy nó kèm cái túi nọc độc này để chế tạo cái gì nhở. À, chế tạo bình độc à? Bình độc này đợt trước mình có review á, mình thấy nó cũng không ngon lắm bạn ạ. Nó cũng bình thường. Ờ, hình như đánh con cừu nó đâu rơi ra nhiều nhỉ, đúng không nhỉ? Ừ ha, đánh con cừu nó không rơi ra cái da bạn ơi. Mình cần đánh con bò cơ. Bò hoặc là sói bạn ạ. 5 bông đủ này, bây giờ mới có 1 da này. Đi nám mới được 12 da bạn ơi.
đánh con đà điểu nó có ra bây giờ mình tôi không biết được, thử thử nhá, không biết đánh đà điểu nó có cho ra không bạn ơi. Không, mình chỉ có lông thôi bạn ạ. Ủa, đánh đà điểu chỉ có lông thôi, không có da bạn ơi. Mình cần da cơ. Ờ, mà nãy giờ mình chỉ là đen nhở, tôi đánh tận 4-5 con bò mà được một cái da bạn ạ. Đen nhìn chung là mình cũng khá là đen bạn ạ. Tôi gọi là số đen đấy, riêng kiểu nhân phẩm thứ đen lắm bạn ạ. Đánh nói chung là không được may mắn lắm bạn ơi. Đi tìm bò đây bạn ơi. Rồi, một đám bò bạn ơi, da nào cho da đây. Ôi dồi ôi, một da mềm được. Nếu mà mình có cái săn may mắn á, nó có tỷ lệ nhân 2 nhân 3 thì ngon hơn. Cái gì đấy? À, một bó cỏ dại hết hồn. Mình cứ tưởng gì, một bó thịt bò hết hồn. Tự nhiên mình tưởng cập nhật mới bạn ơi, đánh ra một bó thịt bò hết hồn ạ. Ok, có da mềm. Tưởng bò tí về nướng bạn ơi. Ờ, xem nào. 4 da mình nghĩ có một con nữa. Con này mong là có này. Mong rằng con này đánh ra da này là đẹp này. Hello, mình có tận 12 da mà. Quên mất. Trời, tôi quên mất là tôi cần đánh tầm 10, cần tìm 12 da cơ. Có cách nào nữa? À, có cách rồi. Có cách bận lại nè, cái này nè. Ê, cái này mình chỉ áp dụng với những người có điều kiện bận lại đó. Ghê chưa? Cái này chỉ áp dụng với những người có điều kiện bận lại. Bây giờ đi kiếm sói các thứ cũng lâu lắm bận ạ. Cái da này, ừ nè, không có cách nào kiếm được nhiều da nhỉ. Này nhiều khi 10 con bò này có khi tôi không được nổi 5 cái da bạn ạ, nghi lắm. Mà có kiếm được ngon mà thôi. Mình cầm tạm cái gì nhỉ? Mình cầm tạm cái này cũng được. Mày này. Chậm luôn. Ồ, làm sao? Ủa, chậm mưa chứ. Ok chậm, ok bây giờ có da chậm là như da rồi. Ôi mình ngon, ôi sao 14 da này. Ôi sao tự nhiên nhân phẩm nó lại hên thế nhỉ, lạ vậy ta. Không quên, đây không phải mèo béo chưa. Các bạn ơi nhầm kênh rồi, các bạn nói chuyển kênh khác thì nhầm kênh rồi. Chứ kênh mèo béo không thể nào mà hên như được. Ôi, mình gọi ra 10 con. Mà thế quái nào mình lại có 11 cái da nhỉ. Ủa sao lạ vậy. Lúc nãy hình như là mình có 5 cái da đúng không. Mình gọi ra mình cầm có 10 con bò. Ơ thế quái là 10 con bò lại cho 11 cái da nhỉ. Ô ảo vậy. Ơ sao game nó lạ. Sao mới nó lạ là bận ạ. Ô cái mình về nhà đấy, mình về nhà cái bận ơi, về nhà. À đấy, nếu mà các bạn ví dụ như là các bạn nhỉ, đang có thú cưng á, mà các bạn bấm quyển chuyển á, là khả năng là thú cưng các bạn sẽ bị lạc ấy. Nó sẽ không được chuyển về nhà bận ạ. Đó, cái này tôi rút kinh nghiệm đây, bài học sâu sắc. Ok, bây giờ mình cần đi ra bản chế tạo bạn ạ. Đây. Đó, mình cần làm cái vật liệu ở đây. 3 cái da. Đó. 4, 3, 12. Rồi, bông có rồi. Thế mình đủ chưa ta? Ôi, đủ ở đây, đủ mấy giờ ở đây? 19 giờ, đi ngủ trời sáng bạn ạ, ngủ tí đi. Rồi. Vậy là đủ các bạn ạ, đủ năm đủ nha. Hợp lý. Ôi trời, tối biết là bên kia vẫn mưa bạn ạ, nên trời vẫn tối. Ờ, mình đi bắt con lạc đà kìa. Đi bắt một con lạc đà bạn ạ. Ủa, bị mệt này. Ăn các bạn ơi, ăn cái đã. Mày có bộ cạp phải nhìn chiến bạn ơi. Ở đây. Ơ, con lạc đà hôm trước mình bắt này nó vẫn ngồi yên này, ngồi ngoan ngoãn thế nhỉ. Ai chậm chà, không đi đâu luôn bạn ơi. Ngoan thế nhỉ. Mà đâu rồi? Ủa? Cái yên tôi vừa chế tạo đâu rồi? Ủa? Sao? Sao mình mới chế tạo cái yên mà. Ủa tụt tụt. Ủa tụt 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 tụt. Ủa tụt chết tụt rồi. Ủa sao giảm mình vừa mới chế tạo cái yên mà cái yên nó lại đâu mất rồi bạn ơi. Ê khoan đây nha.
Anh em đợi tí, cái này chúng ta phải quay lại điều tra này. Ơ kìa, rõ ràng tôi vừa chế tạo cái mà cái yên nó biến mất bởi não ảo ghê mà. Alo, anh em đợi tí tôi phải điều tra nha. A few minutes later. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điều tra cái yên của mẹ béo đâu rồi. Cái tên à, từ bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở một cái video vừa nãy lên bạn ơi, anh em đợi tí nha. Đây, đây là cái video vừa nãy bạn ạ. Mình sẽ tua lại bạn ơi. Mình sẽ tua lại cái đoạn mình chế tạo cái yên. Ơ, mình có yên, đây đây đây. Lúc này mình vẫn có cái yên bạn ạ. Thế tại sao mình yên mất nhở? Ôi giời ơi, các bạn có thấy gì không? Cầm cái yên đặt vào con khủng long là nó mất cái yên, trong khi con khủng long này đâu cần cái yên đâu. Ui cay thế rồi. Bây giờ tôi tua lại, bây giờ tua lại là nhìn này, này. Mình cầm cái yên tại vì mình muốn cưỡi khủng long, mà khủng long này rõ ràng không cần yên. Ui rồi ôi, lỗi ghê mà cay thế. Ôi ôi ôi, nó cay thế. Mình còn muốn đi ra một nơi. Mình nhặt lại, bây giờ đi kiếm lại một cái bông mà cay tê nè. Game ảo ma vậy bạn ơi, mà rõ ràng bạn thấy không, rõ ràng làm cái con khủng long là đâu cần yên ở đây, thế mà bấm mất luôn cái gì bạn ạ. Ảo thật đấy, đúng là game trăm năm cân bằng game bạn ạ, ảo thật. Thế này chết tôi bạn ơi. Thôi sao mình lại triệu hồi ra thêm chục con bò nữa bạn ạ. Mong rằng lần này may mắn như lần trước bạn ơi, cho nhiều da một tí bạn ạ. Chứ bây giờ mà gọi ra 10 con bò mà không được cái da nào thì cay lắm bạn ơi. Cay gấp 3 lần bạn ạ, cay gấp 3 luôn á. Cay chết rồi. Mất cái yên tôi bạn ơi, không sao. Mình kiếm lại yên này. Trời ơi, không có da bạn ơi. Bộ của gà này, thôi gà kệ gà bạn ơi. Gà có cho mình da bạn ơi. Ôi có con cừu đen kìa, cừu xám chứ. Bên kia con cừu xám bạn ơi, thôi kệ cừu tới tầm này. Mình cần bò thôi. Bây giờ tôi cần bò bạn ạ. Bông đủ rồi này. Bông hiện tại đủ bạn ơi. Mình rút kinh nghiệm mình sẽ không cưỡi bạn ơi. Bên này toàn gà bạn ơi, không có bò bạn ạ. Xem không còn con bò nào bông. Ai đỡ khỏi triệu hồi thêm bạn ạ. Từ từ đã, đến mấy con này em nào. Bảy mảy này. Ơ kìa, một da bạn ơi. Ồ cái bạn ơi, 6 da rồi nha. Bảy này, mảy này. Ơ con này không có da, đen đấy nhờ. Con này không có da bạn ạ. Không có da bạn ơi, thế này thì hơi đen nha. Nó lại hơi bị đen bạn ạ. Ờ chắc là thôi, chúng ta lại phải sử dụng đến công cụ của người có tiền bạn ạ. Cay tết là mong rằng lần này gọi tầm khoảng chục con. Ủa ơi, gần hết bò rồi nè. Chắc là sắp tới tôi phải xây nhà mới, tôi làm cái nông trại nuôi bò bạn ạ. Chứ tình hình bò bây giờ nó khan hiếm quá. Trời ơi. Ok chục con nha. Để coi xem hiện tại mình có 6 da này. Để coi xem chục con bò sẽ có bao nhiêu da bạn ơi. Đó, mình triệu hồi thêm chục con bò bạn ạ. Ok là chưa bạn ơi. Đó, mình cứ khủng long nhỉ, cứ khủng long bạn ơi. Chạy lên đây. À khoan á, bấm siêu nè. Ơ ừ ha. Ừ ha. Tại sao tôi không nghĩ ra cách này nữa. Ơ lại phí thêm chục con bò rồi. Cái này kiểu trên PC các bạn chỉ cần giữ nút sim, bấm chuột phải vào là xong bạn ạ. Ừ ha, tôi lại quên mất cách này bạn ơi. Ừ ha. Thôi thì lỡ rồi thì chúng mày cho sĩ thịt bò nha. Lỡ rồi biết làm sao rồi bạn ơi. Thôi bữa nay tôi khao cả làng thịt bò luôn các bạn ạ. Tôi khao cả tất cả dân làng một bữa thịt bò luôn, linh đình luôn bạn ơi. Quá nhiều thịt bò bạn ạ. Này một đống thịt bò này rồi, gần 30 cái miếng thịt bò bạn ạ. Quá nhiều luôn á. Tôi khao cả làng bạn ơi. Cay thế là mình ra. Ô lần này ít ra hơn này. Ô mình lan ra bạn ơi. Ô sao đánh một con được hai ra bạn ơi, áo nhở. Ok bạn ơi, rồi. Ừ ha, mình quên mất là lâu rồi bạn, lâu rồi tôi không chơi. Quên mất chỉ cần bấm nút ship vào là có bạn ạ. Cay thế nữa, lâu lắm rồi mình không để ý bạn ạ. Tôi không để ý đến cái bạn ơi. Lần này tôi rút kinh nghiệm, mình sẽ không gọi con thú nữa.
bên này không? Bên này nó lạc đà của tôi bên ơi, lần này tôi quyết tâm triệu hồi lạc đà bên ạ. À. Lạc đà bên ơi, hình như thế bảo lắp lắp dương đúng không, lắp được dương mà lạc đà bên ạ. À. Cái này chắc mình phải thêm cái phụ ma bền này dùng đá bên ơi, chứ không không bền đấy. Cái gì đây? Thôi anh ơi, thôi em còn yếu lắm, em còn yếu lắm, đừng bắn em. Thôi bạn ơi, bạn ơi, chắc là video xin phép được kết thúc bạn ạ. Hôm nay tôi đã thử thách đoàn đây triệu hồi lạc đà thành công bạn ạ. Có con run cắt kia thì như anh em bảo là phải chế cái xô nước đánh nó rất là dễ luôn. Thì tập sau nha, tập sau mày cứ đợi đấy, tập sau nha, tập chế cái xô nước đánh luôn bạn ạ. Tập này là tôi quá mệt mỏi rồi bạn ạ, đấy đi ngồi thu phục cái con lạc đà mà tôi quá mệt mỏi rồi. Tập xong bạn nha, tập sau mình sẽ đánh bại con run cắt bạn ạ. Ok, video xin phép được cái tuổi thôi. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.